Trà Thanh Việt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Chào ba soái ca sơ mi trắng, cho ghi vào nhóm chung với được không? Và mình có một cái tên nhóm chung không? Nhóm của mình tên là Hà Hà. Xem nhớ ở dự án số 1 từ debut, các bạn đặt tên nhóm làm khổ host quá, mỗi lần đọc hơi khó. Cảm ơn, hợp lý nha. Cái nhỏ này như thế chứ. Luật chính thức của vòng thi này đó chính là ba bạn sẽ có ba chiếc micro, nhưng micro nào sáng đèn thì các bạn mới được hát, micro nào không sáng đèn các bạn không được phép hát. Không sáng đèn không được hát. Bây giờ tên nhóm sẽ là hu hu. Sau khi nghe xong lời. Đúng rồi, ha ha nào. Ha ha. Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn. Con phố vắng tênh ngắm mai về trong mưa, đèn khuya điêu hiu lay lát soi bên hè, nhòe mắt ai bão giông lệ cay đắng. Em giờ đây nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không như em từng mộng mơ, dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài, đời đắng cay khi làm được lỡ yêu ngày xưa. Không sao níu cơn mưa chân nãy phút say dại khờ một đàn nữ mai cướp mất em tôi, và giờ đây khi cô đơn đã qua đi còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm ly nếp anh chỉ... em không biết làm gì cho em khi không ở bên em, thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần. Còn anh trong tay em đau đớn vì ai? Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu mang đến em, cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa, nơi em đã xa đi. Rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn. Con phố vắng tanh ngắm ai về trong mưa. Đèn khuya điêu hiu lay lắt soi bên thềm, nhòe mắt ai bão giông lệ cay đắng. Em giờ đây nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không như em từng mộng mơ, dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài, đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân ai, phút giây dại khờ một ai lỡ mai cướp mất em tôi, và giờ đây khi cô đơn đã qua đi còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không ở bên em, làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần. Còn hơn trong tay em đau đớn vì ai? Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu mang đến em, chỉ tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Chính anh hơn gấp trăm ngàn lần.
của Chúa đây sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Chào các bạn. Bên mình sẽ nói về từng người một. Đầu tiên là Công Hiếu. Bạn mất tập trung từ khi cái ánh đèn của mic lần thứ hai quay trở lại bạn. Bạn đang bị tập trung quá nhiều vào ánh đèn nên không để ý được nhạc lúc đó như thế nào. Nhưng bỏ qua những, nếu mà bỏ qua những lúc đó thì phần hát của bạn rất là hay, rất tình cảm. Vừa vào đầu bạn đã bỏ nhỏ rất là hay với những cái độ khàn tự nhiên của bạn. Về Đức Hiếu, giọng hát của bạn khác hẳn với hai bạn còn lại. Một cái giọng hát nó rất là tròn, rất là đẹp. Và hôm nay những cái nốt cao, nốt phiêu ở cuối bạn lên rất là tròn, rất là tới, rất đã. Chỉ có điều rằng là bạn xử lý ca khúc cũng chưa nhiều và bạn chưa biết cách bỏ nhỏ, thủ thỉ, khe khẽ khi hát những ca khúc tình cảm, vẫn giống như cái lỗi mà bạn mắc phải ở vòng đầu tiên. Không thể giữ mãi cái tổng thể đó mà đến từ đầu đến cuối được. Bạn phải có điểm nhấn thì mọi người mới nhớ đến cái phần trình diễn đó. Còn về Tuấn Anh, có vẻ hôm nay Tuấn Anh hơi mất bình tĩnh một chút xíu. Xử lý cũng vẫn bị cũ, không có gì mới mẻ. Và đoạn phiêu cuối bị phô tranh, rất là tiếc về cái điều đó. Chầm nghe bài Anh Chỉ Biết Câm Nín này thì chầm thấy là đau đớn là có đau đớn tột độ rồi đó. Nhóm Ha Ha mà phải hát bài buồn, ôi nhỉ. Đây là cái sân chơi mà các bạn được kế thừa những ca khúc hit, những ca khúc đã đi cùng năm tháng của những bậc tiền bối và làm nó mới mẻ lại theo phong cách của chính các bạn. Đó là một điều các bạn rất là may mắn và phải trân trọng từ phút giây các bạn được đến với chương trình này, được tiếp xúc với producer, tiếp xúc với tất cả mọi người, tiếp xúc với nền âm nhạc văn minh. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ thay đổi tư duy của các bạn, không nhiều thì ít. Và tôi hy vọng là sẽ nhiều sau khi tôi nói về từng bạn. Đầu tiên là Công Hiếu. Em vẫn là chàng trai có màu giọng nhất, rõ ràng trong ba chàng trai. Nhưng điểm yếu đó là nhịp, là cao độ, nếu không để ý sẽ là trông tranh. Đức Hiếu, tôi thấy bạn lên cao vẫn rất là cố gắng, vẫn làm rất là tròn trịa. Nhưng khẩu hình quê người, không ai hát người nữa. 2018 rồi. Tuấn Anh, việc mà khi bạn bè bạn lấy một tay bạn che tai như thế này, nó không thể hiện sự chuyên nghiệp, mà nó chỉ khiến tôi thấy em, khiến tôi thấy bạn đang lóng ngóng hay đang mất bình tĩnh thôi. Cho nên tôi muốn bạn bỏ đi hành động đó. Nhưng các bạn gặp một cái luật chơi mới thì cũng như chúng tôi đi ra sân khấu biểu diễn gặp một cái sự cố thôi. Khi mà bạn song ca của tôi có vấn đề về sức khỏe, có vấn đề về cổ họng thì tôi cũng phải hát thay phần của bạn mình. Điều đó bắt buộc các bạn phải tập hết cả bài, tập hết cả phần của bạn mình và hiểu hết được cảm xúc của bài hát. Cho nên nếu như có cơ hội vào vòng sau, tôi hy vọng các bạn sẽ tự tin hơn và dám đương đầu với thử thách. Chúc mừng các bạn. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu.
Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ về debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Chào Công Hiếu, Đức Hiếu, Tuấn Anh. Tôi không thấy đây là một phần trình diễn có cảm xúc. Nó có cảm xúc nếu như với Công Hiếu, vì đó là giọng của bạn có một cái màu khàn làm cho mọi thứ nó ấm áp. Đức Hiếu thì có một cái vẻ thư sinh và nó khiến cho người ta có một cái cảm tình. Tuấn Anh thì có một cái gì là nó cũng rất là ngây ngô, khiến cho người ta cũng tò mò. Nhưng từ chính xuất phát ở cái cách xử lý, cách dẫn dắt của các bạn, cái cách mà các bạn cho tôi thấy cái tư duy của bạn, nó không thuyết phục được tôi. Và nếu vẫn giữ cái kiểu hát chỉ đơn giản là hát đúng nốt, chỉ đơn giản là hát đúng cao độ, chẳng có một cái xử lý gì mới mẻ cả, và không có tìm tòi ra những cái cách hát mới, thì tôi thực sự tôi thấy rất lo ngại cho các bạn. Ngày hôm nay tôi không thể khen các bạn ở bất kỳ điều gì được cả. Tôi muốn các bạn phải tốt hơn nếu như có gặp nhau lại lần sau. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn lời nhận xét của Ba Urat. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại phòng chờ để chờ đợi kết quả.